sân vận động Vĩnh Yên sẽ được xây dựng trên diện tích 46.562m2 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng các mảng khối đặc rỗng kết hợp lan can hành lang để tạo những phân vị dọc ngang, nhiều cửa sổ thông thoáng, các mảng màu ghi xanh kết hợp trắng để tạo nên công trình hiện đại và sinh động. Kiến trúc là công trình đặc thù nên được thiết kế phù hợp, hình khối công trình là hình elip để tối ưu hóa việc bố trí sân thi đấu. Tiết kiệm diện tích và giảm quy mô đầu tư nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng. Sân vận động Vĩnh Yên sẽ có thiết kế hai khán đài đối xứng nhau, được trang bị mái che. Toàn bộ khán đài sẽ được lắp đặt ghế đơn, với tổng sức chứa khoảng 15.000 khán giả. Phần khán đài khuyết sẽ được lắp đặt cấu trúc giống như mặt tiền khán đài A và B bao quanh. Sân sẽ có hai màn hình LED lớn phía sau các cầu môn. Hệ thống chiếu sáng lắp đặt dưới mái che, mặt sân và đường pitch đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia.